Vâng, rất vui vì tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Lương Ngọc Quý. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ để biết làm cách nào mà bạn có thể vượt qua được rào cản để nhận được visa các bạn nhé. Chị xin chào Quý. Chào chị. Em có thể giới thiệu về bản thân em cho các bạn biết được không? Dạ, em tên là Lương Ngọc Quý, năm nay em 20 tuổi. Hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành và quê em ở Kiên Giang. Nếu mà chị không biết lý do vì sao em lại quyết định chọn Mỹ làm cái điểm đến của mình em ha? Bởi vì em muốn có những kiến thức mới hơn, nhiều kinh nghiệm và cải thiện vốn tiếng Anh của mình để có thể phát triển nghề nghiệp của em vào trong tương lai. Chị không biết nói vậy thì qua Mỹ em có tiếp tục theo đuổi cái con đường học dược của mình không? Dạ có, làm sao? Dược tiếp tục. Em sẽ sinh sống tại Texas bởi vì ở Texas có khí hậu khá là giống Việt Nam, nó sẽ tốt sức khỏe của em hơn. Và em xem tìm hiểu thì tỷ lệ tội phạm ở Texas rất là thấp và hầu như không có động đất. Em chọn trường University of Texas Dallas bởi vì đó là trường tốt nhất tại Texas và nó cũng nằm trong top 100 trường tốt nhất tại Mỹ. Và trường có hơn 23.000 học sinh và thu hút rất nhiều du học sinh mỗi năm. Dược là một chương trình tốt trong hơn 130 chương trình đang được trải dài tại trường. Nếu vậy thì em có thể cho các bạn biết là cái lộ trình em học ở bên Mỹ thì như thế nào được không? Đầu tiên em sẽ học Anh văn khoảng 1 năm, sau đó thì em sẽ học vào chuyên ngành dược cho khoảng 5 năm. Thì sau đó thì sau khi kết thúc khóa học thì em sẽ trở về Việt Nam và việc em muốn mở một hệ thống nhà thuốc cho riêng mình. Rồi, chị cũng hy vọng là sau cái thời gian học ở bên Mỹ em có thể trở về thực hiện được ước mơ của mình ha. Dạ, rồi thì tiếp tục cho chị hỏi là cái cảm nhận khi em làm hồ sơ tân đại dương em thấy như thế nào? Dạ, em tìm hiểu trên mạng và có bạn giới thiệu cho em thì em thấy được rất nhiều công ty nhưng mà thấy công ty dương thì rất là nổi bật. Nên là chọn tân đại dương. Sơ lên Đại Dương thì em rất là thoải mái và tự tin khi mình đi phỏng vấn. Các anh chị đã chuẩn bị cho em kiến thức và hồ sơ rất là kỹ để em đi phỏng vấn. Chị Kim làm hồ sơ cho em, chị Kim đã giúp cho em soạn hồ sơ và các giấy tờ để em đi phỏng vấn, từ giấy tờ học bạ, giấy tờ sổ tiết kiệm hoặc là những giấy tờ cần thiết để em đi phỏng vấn. Còn Khôi đã cho em từ những kiến thức cơ bản, những câu hỏi từ tiếng Việt đến tiếng Anh để em có thể tự tin vào lúc chọn dân. Nếu mà sau này bạn bè em muốn đi du học thì em sẽ giới thiệu công ty Tân Đại Dương của mình cho bạn bè của em. Chị không biết là cái cảm giác của em mà khi nhận được cái visa trong tay thì em thấy như thế nào? Thấy rất là vui và giờ tới giờ vẫn còn rung. Và em chỉ có lời khuyên là các bạn hãy cố gắng và tự tin thì chắc chắn sẽ đậu. Còn về ví dụ như vấn đề mà trang phục hay là trước khi ngày đi phỏng vấn thì cái tâm lý của mình làm như thế nào để vượt qua được em ha? Dạ. Thì trước ngày đi phỏng vấn thì em không có học nhiều vào những câu hỏi mà em chỉ tập trung thư giãn thôi. Nhưng không có tập trung vào, nếu mà cứ tập trung vào nó thì sẽ căng thẳng hơn. Nên là cứ thư giãn cho thoải mái thì buổi sáng đi thi sẽ có cảm giác tự tin hơn, không căng thẳng nữa. Trang phục thì các bạn cứ ăn mặc một cách lịch sự. Quần dài, áo sơ mi hoặc áo thun cũng được thì tạo cho mình cảm giác thoải mái và tự tin khi thi là được. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những lời khuyên mà em dành cho tất cả các bạn. Chị cũng hy vọng là sau cái thời gian học ở bên Mỹ có thể trở về để thực hiện được ước mơ của mình nha. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.